Linh xem trực tiếp U19 Việt Nam đối đầu U19 Myanmar thắng lợi trận gia quân. Vào lúc 19h30 phút hôm nay, U19 Việt Nam sẽ có trận gia quân ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 đối đầu với U19 Myanmar. Đây là trận đấu buộc phải thắng với đội bóng của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh để đặt nền móng cho một hành trình thành công tại giải đấu lần này. Chúng tôi sẽ cung cấp link xem trực tiếp khi trận đấu bắt đầu. Link xem trực tiếp sẽ được ghim ở phần bình luận của video này. Tại giải đấu năm nay, U19 Việt Nam rơi vào bảng B với các đối thủ U19 Myanmar, U19 Lào và U19 Australia. Trong số này, U19 Australia được đánh giá cao vượt trội và nhiều khả năng giành ngôi đầu bảng. Theo quy định của giải, ba đội đầu bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào bán kết. Chính vì vậy, U19 Việt Nam không chỉ hướng đến chiến thắng trước U19 Myanmar mà còn cần thắng càng đậm càng tốt. Chia sẻ trong buổi tập tối qua, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cho biết Hiện tại các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc và rất háo hức để thể hiện những gì đã tập luyện trước đó. Ban huấn luyện hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt nhất có thể tại giải. Trong những năm gần đây, bóng đá Myanmar đã chứng lại các đội U19 của họ liên tiếp chịu thất bại khi đối đầu với U19 Việt Nam. Nếu thi đấu tập trung và quyết tâm cao độ, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đến giải lần này mà thiếu đi một số cầu thủ chủ chốt như cặp trung vệ Mạnh Hưng, Nguyên Hoàng Tiền vệ Vi Đình Thượng và tiền đạo Đăng Dương, tuy nhiên lứa cầu thủ hiện tại đã có khoảng thời gian khá lâu tập luyện cùng nhau và tham dự một số giải đấu giao hữu. Ở lượt trận đầu tiên này, chiến thắng gần như là nhiệm vụ bắt buộc với U19 Việt Nam. U19 Myanmar không phải đối thủ có chất lượng quá tốt. Bên cạnh đó, thể lệ giải đấu chỉ lấy đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất. Trong bảng của U19 Việt Nam có U19 Australia rất mạnh nên thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cần tích lũy được số điểm tối đa, đặc biệt là trước những đối thủ vừa miếng như U19 Myanmar. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nêu cao quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. U19 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và sẵn sàng bước vào giải vô địch U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra sắp tới. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng U19 Việt Nam mà tất cả các đội bóng khi đến đây tham dự giải đấu này đều có chung mục tiêu là giành chiến thắng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn học hỏi thêm về lối chơi của các đội tuyển khác, đặc biệt là các đội mạnh như Australia, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu và cố gắng để có kết quả tốt nhất. Trong khi đó, huấn luyện viên O Aung Niang của U19 Myanmar cũng đánh giá cao sức mạnh của U19 Việt Nam. Ông chia sẻ, như mọi người đã biết, đội tuyển U19 Myanmar nằm trong một bảng đấu vô cùng khó khăn cùng với Australia và Việt Nam là những đội mạnh và Lào cũng là đội bóng phát triển. Các đội sẽ chuẩn bị tốt cho giải đấu và đội Myanmar cũng đã chuẩn bị tốt. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức tập trung. Hiện tại chúng tôi tập trung toàn bộ sức lực cho trận đấu gặp Việt Nam. Đội hình ra sân U19 Việt Nam gồm Văn Bình, Nhạc Minh, Tuấn Khải, Bảo Long, Mai Hoàng, Quang Vinh, Ngọc Chiến, Bá Đạt, Hữu Tuấn, Long Vũ, Đăng Khoa. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ, U19 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2024. Trận đấu với U19 Myanmar sẽ là thử thách đầu tiên và hy vọng các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thể hiện được bản lĩnh và giành chiến thắng. Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm giải vô địch U19 Đông Nam Á 2027 trưa 17 tháng 7, huấn luyện viên trưởng Hứa Hiền Vinh cho biết đội tuyển U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc, đồng thời sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nói đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và sẵn sàng bước vào giải vô địch U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra sắp tới. Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng U19 Việt Nam mà tất cả đội bóng khi đến đây tham dự giải đấu này đều có chung mục tiêu là giành chiến thắng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn học hỏi thêm về lối chơi của các đội tuyển khác, đặc biệt là các đội mạnh như Australia, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. Chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận đấu và cố gắng để có kết quả tốt nhất để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Đội tuyển U19 Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng với một đợt thử lửa chất lượng tại giải tứ hùng U19 quốc tế ở Trung Quốc sau đó là giai đoạn tập luyện nước rút tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với thời tiết ở Indonesia. Chính vì vậy, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh rất tự tin vào khả năng của toàn đội. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh bày tỏ, hiện tại các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã ở trong trạng thái sẵn sàng nhập cuộc và rất hào hức để thể hiện những gì đã tập luyện trước đó. Ban huấn luyện hy vọng các cầu thủ sẽ có màn trình diễn tốt nhất có thể tại giải. Cùng tham dự hoạt động truyền thông trong sáng 17 tháng 7, tiền vệ Thái Bá Đạt cũng khẳng định sự tự tin trước giải đấu. Cầu thủ này là một trong số những nhân tố dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trong đội hình U19 Việt Nam và được biết đến là thành viên của U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023. Chia sẻ cảm xúc khi khoác áo U19 Việt Nam tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, Thái Bá Đạt nói: với tôi, được thi đấu giải đấu cùng đội tuyển U19 Việt Nam là niềm vinh dự lớn và tôi cảm thấy hứng khởi như lần đầu. Tôi không cảm thấy áp lực nào cả, ngược lại tôi còn đang rất háo hức bước vào giải đấu và cùng toàn đội đạt được mục tiêu đề ra. Khi được hỏi về sự thích nghi của U19 Việt Nam với điều kiện thời tiết nắng nóng ở Indonesia, Thái Bá Đạt cho biết: "Về vấn đề thời tiết thì tôi cảm thấy tương tự như ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu có khó khăn thì cũng là khó khăn chung đối với các đội" Toàn đội đã chuẩn bị tinh thần để vượt qua. Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024, đội tuyển U19 Việt Nam ở bảng B cùng với U19 Myanmar, Australia và Lào. Trong số các đối thủ cùng bảng, U19 Australia được đánh giá là mạnh nhất và là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, theo đánh giá của Thái Bá Đạt, cơ hội chia đều cho tất cả các đội và chiến thắng sẽ thuộc về đội có sự chuẩn bị tốt hơn. Cá nhân tôi không lo ngại Australia Họ là đội bóng mạnh nhưng U19 Việt Nam cũng là đội bóng không phải muốn vượt qua là được. Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì, cảm giác của tôi là muốn giải đấu diễn ra sớm hơn, thậm chí kể cả là ngay bây giờ để toàn đội thể hiện khả năng cũng như tinh thần đã chuẩn bị. Người khổng lồ của U19 Việt Nam là hạt giống mới của Bầu Đức, tài không đợi tuổi. Vừa đón sinh nhật lần thứ 17, Đinh Quang Kiệt đã là một trong những cái tên được U19 Việt Nam lựa chọn chinh chiến tại giải U19 Đông Nam Á 2024. Tối 16 tháng 7, U19 Việt Nam sang tới Indonesia chuẩn bị thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2024 tại đây. Sau bữa ăn tối, toàn đội đã tổ chức sinh nhật cho một cầu thủ là Đinh Quang Kiệt. Đây mới là sinh nhật lần thứ 17 của Quang Kiệt nhưng trung vệ cao tới 1m91 này đã được liệt tên vào danh sách U19 đá giải châu Á. Lần tìm những thông tin về Quang Kiệt mới thấy đây thật sự là một cái tên tài không đợi tuổi, đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Năm 2022, Quang Kiệt là thành viên đội U16 Việt Nam đoạt hạng nhì Đông Nam Á, cũng như là thành viên đội U19 Hoàng Anh Gia Lai, chinh chiến các giải U quốc nội cùng U17 Việt Nam chinh chiến vòng chung kết U17 châu Á 2023 ở cấp câu lạc bộ vào cuối năm 2020 khi mới 13 tuổi, Quang Kiệt trúng tuyển vào lò Hoàng Anh Gia Lai. Mới 13 tuổi nhưng khi ấy Quang Kiệt đã cao tới 1m86 và sở hữu lối chơi kỹ thuật, tâm lý chững chạc. Trong năm 2024, Quang Kiệt được Hoàng Anh Gia Lai cho mượn tới câu lạc bộ Con Tum thi đấu giải hạng nhì, hòng tích lũy kinh nghiệm. Có một chi tiết thú vị về Đinh Quang Kiệt là năm 2023 khi cùng U17 Việt Nam thi đấu giải châu Á Tài năng này được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đôn lên chơi trung phong, hòng tận dụng ưu thế chiều cao. Nhận xét về Quang Kiệt, khi đó ông Tuấn Con cũng nói, Đinh Quang Kiệt sinh năm 2007, mới 16 tuổi, trẻ hơn các cầu thủ khác ở đội. So với lứa tuổi thì Kiệt có nhiều ưu điểm, lợi thế về hình thể, kỹ thuật. Tuy nhiên bản thân Kiệt hoặc bất cứ cầu thủ nào cũng cần phải cải thiện thêm nhiều nữa. Ngược về năm 2021, chuyên gia bóng đá quốc tế ông Kai Hanninghaus, đại diện của câu lạc bộ Borussia Dortmund ở Bundesliga, cũng từng nhận xét Đinh Quang Kiệt có thể chơi trung phong để tận dụng chiều cao. Qua video mà bạn cho tôi xem, tôi nhận thấy cầu thủ này rất đáng chờ đợi. Cậu ta có kỹ năng chơi bóng ở mức trung bình nhưng lại có thể hình cực kỳ tốt. Thêm vào đó là khả năng bật nhảy ấn tượng. Tôi nghĩ cậu ta nên chơi ở vị trí tiền đạo hơn. Bởi nếu được bồi dưỡng tốt thì cậu ta rất phù hợp với xu thế trung phong ở bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất là cậu ấy đang không có kỹ năng cơ bản ở mức tốt. Những pha xử lý bóng còn khá vụng về. Điều này cho thấy cậu ta chưa được đào tạo một cách toàn diện ngay từ nhỏ. Tôi nghĩ rằng các bạn nên chú trọng hơn về những kỹ năng cơ bản cho cậu bé này. Tất nhiên, nếu nói một cách công bằng thì đây sẽ là một cầu thủ cực kỳ tốt nếu biết mài rũa đúng cách. Tuổi 14 thì không còn gọi là quá trẻ nữa, chỉ khoảng 2 năm nữa thì cậu ta có thể chơi bóng đỉnh cao được rồi. Thực tế là khi chơi cho các lứa trẻ Hoàng Anh Gia Lai, Đinh Quang Kiệt cũng thường ghi bàn ở các pha không chiến. Ngay cả với lứa tuổi U19 thì khi bước ra Đông Nam Á, chiều cao 1m91 của Đinh Quang Kiệt cũng là ưu thế không hề nhỏ. Không loại trừ khả năng tài năng này sẽ được huấn luyện viên hứa hiền vinh sử dụng như một quân bài trong tay áo trên đất Indonesia. Với Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ của Bầu Đức đang dồn tâm sức phát triển các thế hệ trẻ như mục tiêu nhiều năm qua. Hy vọng Đinh Quang Kiệt có thể phát triển tốt để trở thành một niềm tự hào mới của bầu Đức, trong các cầu thủ ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai từng đào tạo ra, hầu như chưa có một trung vệ nào nổi bật biết đâu tương lai sẽ là Đình Quang Kiệt.